Vâng, chào bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ nhanh cho các bạn một cái lỗi khi mà các bạn cài cái game ở trong cái game Loop các bạn nhé. Thì khi các bạn cài các cái game giả lập ấy, thì nó chạy đến 99% thì nó sẽ không chạy nữa, hoặc là nó sẽ báo một số các lỗi linh tinh. Thì khi mà mình hỗ trợ nhiều bạn ấy, gặp cái trường hợp đấy thì đa số là do cái Windows Defender ở trong cái máy tính của các bạn nó chặn lại, hoặc là các cái phần mềm diệt virus nó chặn lại khi các bạn cài các game giả lập. Cái cách sửa lỗi của mình cũng rất đơn giản thôi, là các bạn sẽ tắt cái Windows Defender đi. Nhưng mà các bạn tắt thì các bạn phải tắt triệt để nhé, tắt triệt để hoặc là tắt vĩnh viễn nó đi, chứ không là nhiều lúc là các bạn tắt sau các bạn khởi động lại nó lại bật đấy. Sau khi các bạn tắt rồi thì các bạn sẽ xóa cái game Loop đi và các bạn cài lại cái game Loop, và lúc đấy là mọi thứ sẽ ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái thực tế clip mà mình đã xử lý cái vấn đề đó là lỗi 99% ở trong cái game Loop. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái video thực tế nhé. Rồi cái hiện tại chúng ta sẽ bị cái lỗi này này. Khi các bạn kích vào game Loop hoặc là các bạn cài cái game Loop ấy thì nó sẽ bị cái lỗi như này các bạn nhé. Đây này, cái này nó đang 0% này, nó sẽ chạy đến 99%, và nó cứ 99% này thôi, nó cứ 99% này, hoặc là nó báo những cái lỗi thì nó sẽ báo những cái lỗi rất khó chịu. Đấy, các bạn cài game rồi hoặc là các bạn cài game mới thì nó đều bị những cái lỗi bị đấy, nó gặp những cái lỗi dở hơi này, các bạn thấy không? Đấy, các bạn ấn ok, ok. Các bạn tắt đi bật lại nó vẫn cứ bị những cái lỗi như thế này. Đấy. Một lúc nó lại hiện tiếp, nó cứ báo những cái lỗi dở hơi thôi. Thì cái trường hợp là các bạn xử lý như thế nào? Các bạn có xóa cái game Loop đấy các bạn cài lại vẫn bị nhá. Đấy. Chờ một chút để mình sẽ đưa ra hướng giải quyết. Đầu tiên các bạn tắt cái game này đi. Chuột phải tắt đi. Rồi tắt đi rồi nhá. Sau đó cái việc cái vấn đề đó là cái Windows Defender trên cái máy tính của các bạn ấy. Cái máy tính Win của các bạn thì nó thường nó sẽ gây lỗi như cái đấy. Thường nó sẽ gây lỗi, mình thấy là cái trường hợp mà nó chặn bị rất nhiều, mấy máy là mình bị như thế rồi. Thì bây giờ với cái trường hợp như thế thì chúng ta sẽ làm như nào? Đầu tiên chúng ta phải tắt cái Windows Defender đi, sau đó chúng ta cài lại cái game Loop. Tắt cái Windows Defender đi và cài lại game Loop, các bạn hiểu không? Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách để tắt vĩnh viễn nhá, chứ không tắt tạm thời đâu, tắt vĩnh viễn luôn. Đầu tiên các bạn ấn cái chữ Windows R, giữ phím Windows và ấn chữ R. Đấy thì nó sẽ hiện ra cái bảng này. Hiện ra cái bảng này thì các bạn ấn chữ gpedit.msc cho mình. Đây, gpedit.msc. Sau đó các bạn ấn Enter. Nó hiện lên cái bảng này thì các bạn có thể kéo cái này ra. Đây. Có thể mở to các bạn. Các bạn kích vào cái Administrator Template đây, kích vào đây. Sau đó các bạn kích vào Windows Component. Đấy, thì các bạn kéo xuống, các bạn tìm cái dòng là Windows Defender. Đây, có những máy là Windows Defender, còn có những máy là Windows Defender Antivirus nhá. Đấy, thì các bạn nhớ đấy, có những máy nó chỉ có chữ Windows Defender thôi. Các bạn kích vào đây. Thì vào đây thì cái phần Real-Time Protect này, các bạn kích vào. Ở đây nó có phần Turn of Real-Time Protect, các bạn kích vào đấy. Các bạn ấn Enable lên. Đấy, tức là mình đồng ý với việc tắt cái Real-Time Protect này. Đấy, bảo vệ cái thời gian thực ấy. Ấn up đi, ấn ok. Rồi bây giờ chúng ta quay vào cái máy tính xem là cái đấy nó bị được tắt chưa nhá. Kích vào đây, kích vào cài đặt. Đấy, kéo xuống, kích vào cái phần security này, mình mở to cho bạn xem. Kích vào cái Windows security, kích vào cái virus and thus. Rồi cái phần virus and thus này, kích vào manager. Đấy thì cái Windows nó đã được tắt rồi này, cái real time tắt rồi. Các bạn nếu những cái này nó bật thì các bạn tắt hết đi, tắt hết những cái này đi, được chưa? Còn cái real time này là chúng ta vừa tắt rồi, bây giờ nó sẽ tắt vĩnh viễn rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ khởi động lại máy đi. Chúng ta khởi động lại máy cũng được, khởi động lại máy cho nó chắc chắn. Chúng ta khởi động lại máy và chúng ta sẽ tiến hành cài lại cái game Loop. Rồi ok, khi khởi động lại máy rồi thì chúng ta sẽ xóa cái game Loop này. Xóa game Loop đi và chúng ta cài lại nhé. Các bạn kích vào Zip PC. Các bạn kích vào Computer. Đây. Computer đây. Cái này, kích vào đây. Đấy, ở đây thì các bạn ghi chữ game Loop vào đây. Kích vào game Loop này, các bạn ấn Restore. Ấn để cho nó xóa đi. Xóa.
Xóa đi. Rồi ok, nó xóa xong rồi thì các bạn có thể tắt lại đi. Đấy thì trong đây nó sẽ không có cái game lúc nữa rồi. Các bạn tắt đi. Bây giờ chúng ta sẽ cài lại cái game lúc nhá. Chúng ta sẽ vào vào Google, chúng ta tải lại game lúc. Chúng ta tải lại game lúc. Lưu tập tin. Ok, chúng ta cài. Đây là cài này. Thì cái cài này thì các bạn chọn cái đường dẫn khác cho mình. Kích vào cái phần này. Các bạn chọn cái đường dẫn khác, bình thường nó mặc định ở cái program này. Đấy, mình sợ là cái vấn đề này nó vẫn có này thì các bạn có thể kích vào đây. Browse. Kích vào chọn một cái thư mục bất kỳ. Nhưng mà ngoài cái thư mục vừa nãy đi. Mình chỉ cho vào thư mục này nhá. Mình tạo một cái thư mục đó là game loop đi. Rồi, kích vào đây, ấn OK. Đấy thì cái này nó sẽ là ổ D game loop này. Được chưa? Các bạn ấn install. Thì đây là cái quá trình cài đặt game game loop nó đang diễn ra. Tại sao là mình phải cho cái thư mục khác là mình tránh cái trường hợp lỗi. Ấn start. Rồi, đến đây rồi thì các bạn có thể thấy là cái game loop nó đã hiện lên cái này, hình này đúng không? Đây, bây giờ mình tắt đi, bật lại này, xem nó còn cái thông báo là 99% không. Bình thường nó đến 99% ở đây nó sẽ bị lỗi. Đây này, nó đang 99% này. Thấy không? Chờ một chút. Bình thường mà nó cài đến 99% này nó sẽ thường bị lỗi đấy. Đấy, các bạn thấy không? Nó mất rồi. Nó mất cái 99% rồi này. Thấy chưa? Nó càng rồi đấy. À rồi, như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cách để các bạn có thể khắc phục được cái lỗi đó là 99% khi các bạn cài game ở trong game lúc gọi nhá. Thì các bạn cứ thử cái cách này đi. Các bạn nhớ là tắt cái phần mềm Windows Defender hoặc là các cái phần mềm diệt virus của các bạn ấy. Sau đó các bạn xóa cái game lúc đi và cài lại. Thì bây giờ mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Các bạn cứ cài đi, có vấn đề gì cứ PM mình sẽ hỗ trợ giúp đỡ. Chào các bạn, chúc các bạn thành công. Ok.